Quang Minh xin kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh, chuyên review nhà đất chính chủ. Pháp lý thì rõ ràng, thông tin quy hoạch thì chính xác. Hôm nay Quang Minh đang có mặt ở mặt tiền đường Sông Hành, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để review cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem một số cái lô đất mặt tiền đường Sông Hành này nha các anh chị. Mặt tiền đường Sông Hành, một trong những cái con đường làm ăn kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha. Mấy lô đất này là chủ mới tách ra sổ, còn mới cáo thô mùi mực luôn. Hôm nay là muốn bán trước Tết cho nên là hạ giá sập sàn luôn, hạ giá kịch khung luôn, để mong rằng bán cho toàn thể quý vị các anh chị mình sở hữu một cái trong những cái nền đất đẹp tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mặt tiền đường Sông Hành. Đất này là full thổ cư rồi nha quý vị. Ở đây nó có 8 nền. 8 nền nha, mà chủ đã bán hết 4 nền rồi, chỉ còn là 4 nền nữa. 4 nền mà ở đây là có 2 nền là nền đôi nè, ngang 5m dài 30. 2 nền nha các anh chị, có 2 cuốn sổ. Nếu anh chị mua một nền thì bán một nền, mà mua hai nền thì chủ bán hai nền nha. Và cái đầu dưới kia thì ngang 5 dài 26m, cũng full thổ cư luôn, cũng còn một cặp đôi. Tại vì là chủ tách ra là 8 nền, nhưng mà có hai vị khách hàng đã sở hữu hai cái nền đôi rồi, giờ còn lại là 4 nền. Quang Minh hy vọng thông qua cái video này các anh chị mình sẽ yêu thích và sở hữu được những cái lô đất mặt tiền đường Sông Hành cực kỳ đẹp này nha. Mặt tiền đường Sông Hành bây giờ mà cái giá mà hơn 5 tỷ một tí, các anh chị mình muốn sở hữu một cái lô đất mà ngang 5 dài 30, 5 dài 25, full thổ cư, khu dân cư hiện hữu thì không phải là dễ đâu nha. Cái đó là Quang Minh chia sẻ thật lòng. Quang Minh cũng đi review quay cho khách hàng khá là nhiều đất, có những cái lô đất mà nằm ở trong đường nhánh thôi, ví dụ là một sẹt của đường Sông Hành này, hoặc là một sẹt của đường Lê Thị Hà, hay là một sẹt của đường Trần Văn Mười đó. Còn đường Trần Văn Mười hay là Phan Văn Hớn, Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh rồi thì các anh chị mình biết rồi, cái giá đất bây giờ mà ngang 5 dài 30 là giá cao lắm, chứ không phải đơn giản mà 5 tỷ mà mình mua được những cái mặt tiền VIP mà đường lớn như vậy đâu các anh chị. Đó là Quang Minh chia sẻ một cách thật lòng, không có dễ đâu. Nói chung là mấy cái lô đất này thì lúc mà vừa ra sổ thì Quang Minh có làm một cái video rồi về giấy tờ nè, Quang Minh cũng có quay. Nếu mà các anh chị mình đã xem rồi thì chắc có thể là biết. Và cái thông tin quy hoạch Quang Minh cũng kiểm tra và test cho toàn thể quý vị các anh chị mình biết rồi, an tâm. Thì dĩ nhiên những cái nền đất này mới tách ra đây thì phải là khu dân cư hiện hữu mới tách được các anh chị, còn khu dân mới thì hiện tại bây giờ huyện Hóc Môn chưa cho tách đâu nha. Đó thì Quang Minh nói khá là nhiều lần trong những cái video trước rồi, dĩ nhiên là phải khu dân cư hiện hữu và đất full thổ cư, tách ra cái diện tích tối thiểu chiều ngang phải là 5m đó. Cho nên là mọi vấn đề về pháp lý, thông tin quy hoạch thì các anh chị mình cứ an tâm, cái quan trọng là cái giá đó, quan trọng là cái giá, cái nghệ thuật đàm phán như thế nào để mình mua được cái giá tốt nhất thôi. Thì vấn đề đó thì Quang Minh đủ năng lực và đủ khả năng. Cho nên là thông qua cái video này, Quang Minh hy vọng toàn thể quý vị các anh chị mình sẽ nhanh chóng gọi cho Quang Minh để mình sở hữu một trong những cái nền đất cực kỳ đẹp tại huyện Hóc Môn, chính xác là mặt tiền đường Sông Hành nha. Cứ gọi vào số hotline là 0937234579 Bất Động Sản Quang Minh. Quang Minh sẽ cung cấp thêm thông tin về giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch, và Quang Minh sẽ làm cái giá tốt nhất cho các anh chị mình sở hữu nha. Thật bây giờ ngang 5m á, là giờ ở đường Sông Hành này á, là nếu mà cái đoạn mà gần ngã tư Trung Chánh ở dưới á, thì cái giá cực kỳ cao. Nếu mà các anh chị mình đã xem đất mà mặt tiền đường Sông Hành thì các anh chị mình chắc cũng một phần nào mình biết được cái giá cả thị trường hiện tại bây giờ. Nói chung là thời điểm bây giờ thì thị trường nhà đất nó cũng không có sôi động hơn như lúc trước, cho nên là mới có cái giá này để mình mua các anh chị. Chứ còn nếu mà một khi nó đã sôi động lên thì người người nhà nhà ai cũng tranh nhau đi tìm đất để mua, để dành làm của, hoặc là rút tiền từ ngân hàng ra để mình đi tìm cái cơ hội mua để bán kiếm lời, thì hầu như ai cũng mua nhiều, thì lúc đó thì cái giá thành nó cao.
Cho nên là nhân cái lúc mà thị trường nó đang phục hồi như thế này thì quý vị các anh chị mình cũng nên nắm bắt cơ hội để sở hữu cho mình những cái lô đất đẹp mặt tiền như thế này. Ngoài những cái sản phẩm Quang Minh đang giới thiệu đây thì trên mặt tiền đường sông Hành này Quang Minh cũng có mấy cái sản phẩm là ngang 8m, ngang 9m luôn nha các anh chị. Ngang 8 dài 25, ngang 9m dài 40. Mình làm kho xưởng hay làm biệt thự đồ là nó rất là ok. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi Quang Minh chia sẻ những cái nền đất mặt tiền đường sông Hành, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Để thay cho lời kết video này, Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị các anh chị được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật theo dõi những cái video sớm nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh, để có cơ hội sở hữu được những cái sản phẩm bất động sản đẹp giá rẻ từ kênh Bất Động Sản Quang Minh nha các anh chị. Quang Minh xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.